tôi thật sự rất thức hiện có ngờ da màu thôi và làm ra những video cô nói dùng không mãi hay ho. Anh ta đến chỗ cô bán bánh mì mua ăn và vứt bỏ. Xem những video này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngọt quá. Rồi Việt Nam. Những video này còn khiến người Nhật mang tiếng rằng đã làm những điều xấu xa như vậy. Ngoài ra còn rất nhiều người giả màu trên TikTok của tôi. Còn có những người giả màu tôi để bán quần áo. Mọi người hãy nữ ý là tôi không bán gì cả. Tôi chỉ có duy nhất một trên TikTok này. Nếu tôi có tạo trên TikTok mới thì tôi sẽ đảm bảo trên TikTok này tôi cho phép các bạn up lại video của tôi nhưng không được sử dụng tên và ảnh của tôi. Các bạn có thể dùng tên khác như Việt Nam Cung Phạm vân vân. Hãy dùng ngay việc giả mạo thôi.